vị vẫn giữ chương trình hôm nay và ngày mai. Hôm nay thì chương trình được thâu ở một cái tiệm cà rem rất là hấp dẫn và ngon đó lạ. Thì quý vị có thể đánh là 3 chữ M. Thì trong cái cuối tuần ngày lễ Father's Day thì tiệm khó nói có em 3 chữ M sẽ có một cho tất cả các ông bố ngày thứ bảy chủ nhật một cái free ice cream scoop chocolate banana. Thì cái tiệm cà rem này nằm ngay trên đường Brookhurst và Westminster, ngay đằng sau McDonald's trong cái khu Hồng Anh. Xin quý vị ghé tới để ủng hộ tiệm cà rem này rất là hấp dẫn. So Carlos, I know you have to run because you're a very busy dad, a busy person, and we thank you so much for coming to our show today, tomorrow. And what was the message you want to give to all the fathers today? I just want to say thank you, your fathers, for all your hard work, and it's really hard being a father. It is a difficult job, but I also want to say thank you for, there's a lot of mothers out there that take the role as fathers, also single mothers that doing both jobs. So I want to thank them as well. You know, they have an equally difficult job. We have to recognize them as well. So I just thank you for all your hard work and trying to set a good example for our children thank you for all your hard work, and just try to be good people and inclusive to everybody and respect others. So thank you so much for being here with us today, and happy Father's Day to everybody. And I hope we'll see you next time. You're welcome. Thank you. Vâng, thưa quý vị, ông Thanh Hương nói là ông rất là người rất là bận rộn nên ông phải đi. Thì cái lời cuối cùng ông có một cái lời nhắn đến với tất cả các ông bố là một ngày lễ Father's Day thật hạnh phúc, và cái quan trọng nhất là cảm ơn các người vợ cũng đã lo cho người chồng trở thành một người bố. Và những người mẹ mà độc thân mà là làm đóng cả hai vai thì họ rất là quan trọng cho cuộc sống của các con. Và ông mong rằng mọi người sẽ làm một cái good example cho con mình. Và ông xin chúc mừng hết tất cả các người, các ông bố trên thành phố của Westminster. Xin cảm ơn quý vị. Thank you so much. We'll see you next time. Right. Một lần nữa cảm ơn tiệm ạ. Quý vị không nghe biết Thanh Hương nói cái gì, cái âm đó là 3 chữ M xong chấm chấm chấm, tức là ngon lắm đó. Thì xin quý vị nhớ ghé đến tiệm ngay trên đường Brookhurst và Westminster, đằng sau McDonald's, để thưởng thức những cái món kem và cheese rất là ngon. Và Thanh Hương rất là mê cái món này, thưa quý vị. Cái này gọi là waffle, bánh nướng lá dứa, rất là ngon. Cảm ơn nhà hàng đã cho chương trình hôm nay tới đây để quay cái ngày lễ Father's Day. And thưa quý vị, chúng tôi xin chào đón Chief Cameron. I was just telling the audience that welcome you, and your last name is very difficult to pronounce. So I'm just gonna call you Cameron. Is that perfect, okay? Perfect. Vâng, thưa quý vị, ông Chief Deputy là của thành phố Westminster. Ông đã làm việc trong thành phố Westminster hơn 29 years, right? About 25 years. 25 năm ở thành phố Westminster. Thì hôm nay ông đến với chương trình để chia sẻ là một người bố, mà là một người cảnh sát. Thì ông sẽ cho chúng ta biết cái cuộc sống của ông ra sao. So being a police officer, more than a police officer, and running the city of Westminster, did you feel guilty that you didn't have enough time for your kids, or that's not a problem for you? No, there were times throughout my career. I had a chance to work at investigations for a long time, and there's certain jobs within the department that take a lot of personal time. And I'm sure, as Duke mentioned, you know, earlier, you miss birthdays, you miss holidays, those graduations, you're on call, you're looking at your phone, and, you know, so there is a bit of dedication that really all of our employees go through, but certain jobs more than others. Anh Hương hỏi ông là người cảnh sát mà còn nhiều hơn là một người với cái chức vụ ông rất là cao, thì ông có thấy là
có một cái gì mất mát là một người bố, họ không nghĩ là ông có đủ thời gian với con ông không, thì ông nói là vì cái bộ phận cái việc làm của ông nhiều khi ông phải trực rồi phải coi phone rồi ông mất những cái ngày ngày lễ sinh nhật của con, thì ông cũng thấy rất là buồn. But how are you gonna make all that up? Did your kid understand? Well, they're getting to the right age. I have two children that my position now allows me to invest more time in some of those activities. I coach baseball now. Oh. In my free time on the weekends and at nighttime. I also spend a lot of time, you know, with my daughter and you know, teaching her different things too. So you have that balance between my son and my daughter. How old are they? I have a 10-year-old son and an 8-year-old daughter. Oh. So yeah, it's just really making time, and being a dad is another full-time job. So if you treat it like a full-time job and clock in when you get home, yeah, and put on the dad hat, you definitely, because you can't let any job consume you all day and all night long. It's not good for your family. Yeah, I don't know if you watch Superman and Lois, how being a Superman, being a dad. It's a great show. Yeah. It's just showing you how so much responsibility he has, but then he still have time for his kid. It's almost like you, because you are a hero to our city. Oh, well, I appreciate that. Thầy thường hỏi ông có coi cái phim mà Superman với Lois không? Tại vì Superman là một người hero, là một người anh hùng mà lúc nào ông vẫn phải kiếm thời gian với con ông, và nhất là hai đứa con ông là hai đứa bé teenager nữa. Thì Thanh Hương nghĩ là nó cũng hơi giống giống của ông Cameron, tại vì đối với Thanh Hương tất cả những người cảnh sát là những người anh hùng của thành phố. So how let's go back to you, Dirk. So you an investigator. That is so right. You go and investigate all the people. So do you ever share your work with your kids? You can say in Vietnamese if you can. Đức làm trong cái ngành điều tra cũng 16 năm nay rồi. Trong cái ngành điều tra của Đức, Đức điều tra bây giờ thì Đức điều tra cảnh sát nổ súng bắn một người nạn nhân nào đó. Thì cái điều tra đó nó rất là lâu, nó rất là dài. Giống như lúc mà ông Deputy Chief Cameron cũng có nói là mỗi lần mình trực, giống như Đức vừa trực 2 tuần, và 2 tuần đó mình không được đi đâu hết, mình không được làm gì hết, mình phải đi làm 24 tiếng, 7 ngày, 14 ngày. Cái trực đó, cái lúc nó, cái thời gian nó rất là lâu dài, mình cũng phải ở nhà, mình cũng lo cho con mình cũng lo cho gia đình, mình cũng lo cho đi học rồi đi ăn, đồng vật. Nhưng Đức không bao giờ mang cái việc làm của Đức về nhà hết. 29 năm nay, Đức làm ở ngoài đường, Đức làm là Đức xong. Đức không mang gì về, Đức cũng không có trò chuyện với việc gì làm của Đức cho con cái và gia đình. Cái đó là cái Đức không có muốn con cái gia đình của Đức với vợ Đức để lo. Tại vì mình làm xong rồi mình về mình để cái công ăn việc làm đó để lại sở. Mình về mình có cái nhiệm vụ khác. Giống như Chip Đắp cũng có nói, lúc mình về mình đổi cái mũ khác là mình là người cha, người chồng cho vợ mình và cho con cái của mình. Yeah, he doesn't share his work, he doesn't bring his work home. And he agree with you, when you come home, you leave everything behind and just put another hat on after being a dad. So that's really, do you ever, I mean, if your kid did something wrong at school or out in the community, they say, hey, don't touch me, my dad is the chief deputy. Do they ever say that to you, and how would you handle that if they did? You know, I try to teach my kids just, to be humble and to treat everybody with dignity and respect. And I don't ask for any special privilege from anyone because of my position. And I raise my children to just do the right thing. And if they're wrong, they're wrong. If they're right, they're right. But never use, who you know or who your parents are or anything like that to get ahead in life. 'Cause that's not fair to them in the long run. Yeah. To have that kind of privilege. So I do not want that happening. And I teach my kids to accept responsibility for their actions, good and bad. Anh Hương hỏi ông là có bao giờ con ông nói là
bố tôi là cảnh sát trưởng hay cảnh sát thì ra đừng có đụng tới tôi. Thì ông nói là ông không có dạy con ông như vậy. Ông muốn con ông là rất là phải humble, tức là khiêm nhường và không có được phách lối. Tại vì như vậy trên đời sống của các con sau này sẽ không có được công bằng. Thank you so much for that sharing. And we only have 1 minute left, so I just want you to share the last word with all the fathers, and then we'll say goodbye. Okay, well, happy Father's Day to all the dads out there, and keep doing the work. It is a full-time job that we need 100% of you to not only raise your children, but something that stuck with me as a dad is, you know, when you're raising your children, you're really raising your children's children. And yeah, the morals and the values that you instill in your children. So much of what I do for my kids came from my parents. I remember the good and the bad, and I try to use that to raise my kids. So have some perspective in that. It's not easy, it's difficult, but keep doing the work, and thank you, and happy Father's Day. On behalf of the men and women of the Westminster Police Department, and all the fathers that have to work on Father's Day, out on our patrol officers that are dads, and our single mothers that are out there working on Father's Day, they're the hardest working superheroes out there. I am not a superhero. Our patrol officers that are out there taking care of business on that holiday, thank you. Thank you. That was a long interpretation for me. So, ông nói là ông cảm ơn tất cả mọi ông bố và tất là những người cảnh sát mà đang đi làm trong những ngày Father's Day, và ông mong rằng chúng ta là các người bố, chúng ta dạy cho con mình, tại vì không phải con mình mà cho những thế hệ sau nữa. And ông chúc mọi người happy Father's Day. And last word for you, Đức. Dạ, Đức xin chúc các bố ở ngoài đó là happy Father's Day. Một lần nữa là ngày vui của các phụ huynh. Xin các phụ huynh cũng được một ngày nghỉ mà để nhà chơi với các con, các cháu, và một ngày vui tốt. Xin chào. Thank you. Happy Father's Day. Tất cả quý vị nhớ ghé tới MMM Karem để có một cái scoop banana ice cream cho tất cả các ông bố ngày thứ bảy và chủ nhật. Xin cảm ơn quý vị và chúc một lần nữa happy Father's Day. And thank you both of you. Thank you for having us.